thiếu niên 16 tuổi xưng lợi đi cấp cứu, nhanh chóng phát hiện ung thư. Nam sinh 16 tuổi phải đi cấp cứu do có dấu hiệu viêm xưng lợi cấp, sốt, răng lung lay, bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị ung thư. Ngày 11 tháng 10, Phó Giáo sư Nguyễn Xuân Thực, khoa răng hàm mặt, Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội cho biết, khoa vừa tiếp nhận nam sinh 16 tuổi bị u ác tính từ dấu hiệu sưng ở lợi. Bệnh nhân được chuyển tuyến bảo hiểm y tế từ một bệnh viện tỉnh miền Trung với chẩn đoán viêm lợi tối cấp hoại tử. Tiền sử của nam sinh khỏe mạnh, chưa từng mắc một loại bệnh nội khoa nào khác. Gần đây người bệnh đột ngột khởi phát sưng lợi cả hai hàm, tổn thương tiến triển nhanh, người mệt mỏi kèm theo sốt 38 độ C. Bệnh nhân được nhập viện tỉnh điều trị nhưng sau 5 ngày, tình trạng ngày càng trầm trọng nên đã chuyển tuyến trung ương. Thiếu niên này không thể ngậm kín miệng, lợi thâm nhiễm nặng, toàn bộ răng lung lay độ 2, độ 3. Trên phim chụp X-quang, nhóm răng hàm trên và dưới bị đẩy trồi khỏi huyệt ổ răng. Phó giáo sư Thực cho biết, từ dấu hiệu thương tổn thâm nhiễm lợi nặng, các bác sĩ đều hướng dẫn đoán tới bệnh máu ác tính. Bệnh nhân được xét nghiệm công thức máu cấp, kết quả bạch cầu là 140.000 GI. Sau các xét nghiệm chuyên sâu, bệnh nhân được chẩn đoán một thể ung thư máu, được chuyển điều trị đúng chuyên khoa. Theo bác sĩ Thực, các biểu hiện bệnh lý trong khoang miệng rất phong phú, có thể là dấu hiệu bệnh lý toàn thân, chứ không đơn thuần là các bệnh của chuyên khoa răng hàm mặt. Vì vậy, người bệnh khi có bất thường vùng răng hàm mặt cần đi kiểm tra sức khỏe ngay. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.